Ủa qua đây nào không qua. Tên gì để gọi? Chánh. Chánh. Em tên Nông Đây là nơi để xá lợi của Hòa Thượng Thích Thiên Hóa ở trên chùa Vạn Phật. Hôm nay là cái ngày giỗ của Ngài, Phật tử về đây để mà chiêm ngưỡng xá lợi của Ngài tại đây. Tháng 6, 2020.